Chào buổi sáng, mời các bạn lắng nghe podcast Gia Lai hôm nay phát vào lúc 6 giờ trên báo Gia Lai điện tử. Bản tin thứ tư ngày 7 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý sau. Gia Lai triển khai cơ chế chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi. Đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững trên địa bàn tỉnh. Chủ động ứng phó với động đất ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh Gia Lai. Triển lãm tranh Ta là nghệ sĩ của đất trời tại thành phố Pleiku thu hút người xem. Khai mạc hội thi điều lệnh quân sự võ thuật lần thứ 3 năm 2024. Chư Bả tổ chức giải bắn marathon trong mùa hoa dã quỳ. Tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên đường Trường Sơn Đông. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chi tiết. Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành công văn về việc triển khai thực hiện quyết định số 12/2024/QĐ-TTR ngày 31 tháng 7 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất bị thu hồi. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quy định về cơ chế chính sách giải quyết việc làm và đào tạo nghề cho người có đất thu hồi để triển khai thực hiện. Định kỳ hàng năm trước ngày 15 tháng 12, báo cáo kết quả đào tạo nghề giải quyết việc làm cho người có đất thu hồi về Bộ Lao động Thương binh và Xã hội và Ủy ban Nhân dân tỉnh theo đúng quy định. Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh và Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm triển khai thực hiện theo thẩm quyền được quy định tại quyết định số 12/2024/QĐ-TTR, đồng thời phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo theo đúng quy định. Được biết, quyết định số 12/2024/QĐ-TTR của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024. Ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai có công văn về việc chủ động ứng phó với động đất ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh. Theo tin từ Viện Vật lý Địa cầu, trong 2 ngày 28 và 29 tháng 7 đã liên tiếp xảy ra nhiều trận động đất tại huyện Công Plông, tỉnh Kon Tum. Trong đó, trận động đất lớn xảy ra vào lúc 11 giờ 35 phút 10 giây ngày 28 tháng 7 với độ lớn M bằng 5.0, cấp độ rủi ro thiên tai cấp 2 ở khu vực tâm chấn và lân cận. Đây là trận động đất có cường độ lớn nhất quan trắc kể từ năm 1903 tới nay tại khu vực. Dư chấn của động đất đã gây rung lắc trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến tâm lý người dân, nhất là khu vực gần tâm chấn động đất. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố thông tin kịp thời về động đất và dư chấn do động đất, hướng dẫn kỹ năng ứng phó, ổn định tâm lý cho nhân dân trong vùng bị ảnh hưởng bởi động đất. Tránh tâm lý hoang mang, nhất là đối với người dân tại khu vực gần tâm chấn động đất. Đồng thời chỉ đạo cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, đánh giá thiệt hại, ảnh hưởng của động đất đến công trình nhà ở của nhân dân và công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn. Kịp thời phát hiện, triển khai công tác cứu hộ cứu nạn, khắc phục hậu quả để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân. Chỉ đạo kiểm tra các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy lợi, thủy điện, công trình giao thông để kịp thời phát hiện, có biện pháp ứng phó và khắc phục các sự cố hư hỏng nếu có. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các sở ngành đơn vị liên quan triển khai các nhiệm vụ như chỉ đạo các đơn vị quản lý khai thác công trình đập, hồ chứa nước, rà soát củng cố năng lực đội ngũ quản lý, vận hành công trình, kiểm tra công tác quản lý an toàn đập, hồ chứa nước theo quy định của pháp luật. Phối hợp với các địa phương, bảo đảm phương tiện sơ tán, vận chuyển hàng hóa, chỉ dẫn, phân luồng giao thông đi qua các khu vực xảy ra sự cố nếu có. Kiểm tra công trình xây dựng trụ sở cơ quan, trường học, nhà cao tầng để chủ động phòng ngừa rủi ro, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, chỉ đạo các lực lượng đóng quân trên địa bàn sẵn sàng triển khai lực lượng, phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả động đất theo yêu cầu của địa phương. Theo dõi chặt chẽ tình hình dư chấn động đất trên địa bàn tỉnh, kịp thời báo cáo tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo, ứng phó động đất theo đúng quy định. Sáng ngày 6 tháng 8 tại thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025 tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Báo cáo tại cuộc họp cho biết, hiện diện tích đất có rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai gần 650.000 ha, trong đó rừng tự nhiên gần 479.000 ha, rừng trồng hơn 165.000 ha, rừng trồng chưa thành rừng gần 15.000 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 40,95%, tỷ lệ che phủ chung đạt 47,33%.
từ ngày 11 tháng 12 năm 2023 đến ngày 10 tháng 6 năm 2024. Qua thanh tra, kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện 124 vụ vi phạm liên quan đến rừng, tăng 16 vụ so với cùng kỳ năm 2023. Trên cơ sở đăng ký trồng rừng của các địa phương, đơn vị chủ rừng trên địa bàn tỉnh và thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng kế hoạch trồng rừng và trồng cây phân tán năm 2024 của Gia Lai là 10.313 ha. Tính đến ngày 15 tháng 7, các đơn vị và địa phương đã trồng được 1.387 ha. Đến thời điểm này, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã phê duyệt phương án quản lý và bảo vệ rừng bền vững của 16 trên 34 đơn vị. Các ý kiến thảo luận tại cuộc họp đã đề cập đến một số khó khăn vướng mắc trong thực hiện chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững hiện nay, tập trung các nội dung liên quan đến việc khoanh nuôi xúc tiến tái sinh tự nhiên, công tác giao rừng, cho thuê rừng, thu gom gỗ trong rừng, lực lượng làm công tác quản lý bảo vệ rừng mỏng so với diện tích rừng phải quản lý, công tác giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trồng rừng, rà soát lại việc sử dụng đất của các nông lâm trường, việc triển khai tiểu dự án 1 của dự án 3 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Khoảng 120 bức tranh với cách bài trí thú vị đã biến triển lãm Ta là nghệ sĩ của đất trời tại quán cà phê Bây giờ và ở đây 199/3 Nguyễn Tất Thành, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai thành một không gian nghệ thuật đủ sức thu hút với mọi lứa tuổi. Triển lãm diễn ra từ ngày 3 đến ngày 11 tháng 8. Tác giả những bức tranh này là học sinh, sinh viên, trưởng thành từ lớp vẽ ngộ ở phố núi, nơi được gọi với cái tên thân thương là xóm ngộ. Theo chị Lê Thị Ngọc Phương, người mở lớp vẽ ngộ số 11 Cô Giang, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, những ai yêu cái đẹp thì đều là nghệ sĩ của đất trời. Cũng có câu ngược lại, đất trời là nghệ sĩ của ta. Hàm ý mọi thứ đều là vay mượn của đất trời cả, chúng ta chỉ là người ghi chép và vẽ lại. Với ý nghĩa đó, khi cùng nhìn ngắm những bức tranh tại triển lãm, người xem không khỏi rung cảm trước góc nhìn của tuổi thơ về những ngôi nhà, trường học, tình yêu thương gia đình, các nhân vật hoạt họa yêu thích hay chủ đề rất ngộ nghĩnh như giã gạo trên cung trăng. Đó còn là phác họa Tây Nguyên với mái nhà sàn, bức tượng gỗ dân gian, cỏ cây, tĩnh vật. Tại thành phố Pleiku, hiếm khi một triển lãm tranh được tổ chức ở không gian mở như quán cà phê. Song có lẽ cũng nhờ thế mà cuộc hội ngộ với nghệ thuật đã thoát ra khỏi sự đơn điệu để trở thành buổi dạo chơi đầy sức gợi dành cho tâm trí và cảm xúc. Không đơn giản là một triển lãm tranh, mà đây còn như một chốn về, một cuộc hội ngộ đáng quý. Sáng ngày 6 tháng 8, Công an tỉnh Gia Lai khai mạc hội thi điều lệnh quân sự võ thuật lần thứ 3 năm 2024. Tham gia tranh tài tại hội thi điều lệnh quân sự võ thuật lần thứ 3 năm 2024 có 21 đội tuyển với 500 cán bộ chiến sĩ thuộc Công an 17 huyện thị xã thành phố và các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh. Các đội tuyển cùng tranh tài ở các nội dung bắn súng, duyệt đội ngũ, điều lệnh đội ngũ tay không, nghi lễ và võ thuật. Hội thi điều lệnh quân sự võ thuật lần thứ 3 năm 2024 là một hoạt động thiết thực nhằm rèn cho cán bộ chiến sĩ, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm túc điều lệnh công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng công an tỉnh ngày càng chính quy tinh nhuệ. Thông qua hội thi, ban tổ chức sẽ lựa chọn các cán bộ chiến sĩ có khả năng về công tác điều lệnh quân sự võ thuật tại các đơn vị để tham dự hội thi điều lệnh quân sự võ thuật lần thứ 6 do Bộ Công an tổ chức, dự kiến vào cuối năm 2024. Ban tổ chức hội thi sẽ tổ chức bế mạc và trao giải cho các cá nhân đội thi đạt thành tích cao vào chiều ngày 8 tháng 8. Chiều ngày 6 tháng 8, Ủy ban Nhân dân huyện Chư Pả, tỉnh Gia Lai cho biết sẽ phối hợp cùng câu lạc bộ Gia Lai Marathon và website 5h30.vn tổ chức giải chạy bán marathon vào 2 ngày 9 và 10 tháng 11. Theo đó, giải chạy mang tên Đánh thức vùng quê Chư Pả, hành trình kết nối núi và hoa. Đây là một trong những hoạt động trong chuỗi sự kiện của lễ hội hoa dã quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia năm 2024, dự kiến khai mạc vào ngày 8 tháng 11. Được biết, giải sẽ có 4 cự ly, gồm 2 km, 5 km, 10 km và 21 km. Các vận động viên sẽ xuất phát tại khu vực Hàng Thông Trăm Tuổi, hướng về Núi Lửa Chư Đăng Gia. Qua giải chạy, ban tổ chức hy vọng sẽ thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, cũng như quảng bá hình ảnh của địa phương, thu hút khách du lịch, làm phong phú thêm các hoạt động nhân dịp lễ hội hoa dã quỳ Núi Lửa Chư Đăng Gia.
Bên cạnh đó, ban tổ chức sẽ trích một khoản kinh phí để tặng quà cho 200 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Chư Bả. Dự kiến trong tháng 8 năm 2024, ban tổ chức sẽ mở cổng đăng ký trực tuyến cho các chân chạy tham gia. Thời gian qua, số vụ tai nạn giao thông gia tăng đáng ngại trên đường Trường Sơn Đông, đoạn qua địa phận huyện Yapa. Theo thông tin từ Ban An toàn Giao thông huyện Yapa, từ đầu năm đến nay, tính riêng số vụ tai nạn giao thông trên đường Trường Sơn Đông tăng 200% so với cùng kỳ năm 2023. Theo ông Huỳnh Văn Trường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yapa, đường Trường Sơn Đông đoạn qua huyện Yapa có lưu lượng phương tiện giao thông đông, giao với nhiều đường nhánh vào các thôn làng và hệ thống chiếu sáng biển báo giao thông chưa đảm bảo. Đoạn qua địa bàn 5 xã Bờ Tó, Chư Răng, Kim Tân, Giam Rơn và Gia Tróc có diện tích mặt đường hẹp, nhiều khúc cua và sát nhà dân, trường học, chợ dân sinh. Huyện đã đề xuất Ban An toàn Giao thông tỉnh kiểm tra rà soát, lắp đặt biển cảnh báo giao thông phù hợp và lắp đặt thêm camera, điện chiếu sáng nhằm kéo giảm tai nạn giao thông. Hiện nay, hệ thống biển cảnh báo giao thông và đèn chiếu sáng mới được lắp thêm ở một số đoạn. Thời gian tới, huyện cũng sẽ chỉ đạo lực lượng công an huyện tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm trên đường Trường Sơn Đông, trong đó có vi phạm nồng độ cồn. Địa phương cũng đề nghị Sở Giao thông Vận tải chỉ đạo lực lượng thanh tra giao thông tăng cường tuần tra kiểm soát, ngăn ngừa xử lý nghiêm các xe quá khổ, quá tải, lưu thông trên tuyến đường này. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin podcast ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn vào bản tin sáng ngày 8 tháng 8.